Kính thưa quý Phật tử và quý khán thính giả thân mến, đã mấy ngày trôi qua sau khi sư Minh Tuệ quyết định tạm ngừng việc khất thực, cộng đồng mạng vẫn không ngừng theo dõi và đặt ra nhiều câu hỏi với nhiều ý kiến trái chiều. Sự ẩn tu vội vã của sư Minh Tuệ cũng làm cho nhiều người tiếc nuối và xót xa trong ngóng tin tức từng ngày từng giờ về sư. Nhiều người thắc mắc là sư Minh Tuệ hiện đang ở đâu và tại sao không thấy bất cứ hình ảnh nào của sư? Sau sự việc sư đang ở Gia Lai làm căn cứ công dân, hôm ngày 3 tháng 6 năm 2024, hiện công chúng không có bất kỳ thông tin nào về sư Minh Tuệ. Đáp lại tâm cầu khấn của người yêu thương sư Minh Tuệ, trên mạng xã hội hiện nay đã xuất hiện một bức ảnh bí ẩn được cho là chụp tại nơi tu tập của sư Minh Tuệ sau biến cố giữa đêm 3 tháng 6 năm 2024, tu đoàn tan rã mỗi người một nơi. Nhìn vào bức ảnh, chúng ta thấy sư Minh Tuệ đang ngồi thiền tại một vùng đất bằng phẳng, ngay bên cạnh là một ngọn núi đá cao, mây trắng vờn quanh. Còn có một chiếc liều màu vàng, trong đó có một số đồ đạc. Nếu thực sự đây là hình ảnh của sư Minh Tuệ thật đang ẩn tu thì thật là tuyệt vời. Vì khung cảnh nơi đây thanh vắng, lý tưởng cho một người tu hành như sư Minh Tuệ. Sư Minh Tuệ đã được sống trong sự an lạc tuyệt đối, đúng như nguyện vọng của sư. Những hình ảnh này lần đầu tiên được công bố đã đem lại niềm an lòng cho nhiều người sau 3 ngày không có tin tức về sư. Tuy nhiên, công chúng cũng rất lo lắng khi ở trên núi cao, sư sẽ đi khất thực ở đâu? Hàng ngày sư sẽ ăn gì, uống gì để sống, để tiếp tục những bước chân tu hành không nghỉ? Song bên cạnh đó, cũng có xuất hiện những ý kiến cho rằng các hình ảnh này có thể là sản phẩm của Photoshop hoặc được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo AI. Chúng tôi cập nhật bức ảnh này thông qua chia sẻ của một YouTuber khá nổi tiếng đăng tải. Người YouTuber này vừa cầm điện thoại có bức ảnh của mình lên, vừa khẳng định đây là hình ảnh chụp mới nhất về sư Minh Tuệ. Người này chia sẻ rằng, một mình thầy ngồi ở chỗ nơi có một ngọn núi này khá cao, cao nha cả nhà, mây trắng bồng bềnh, chỗ cái màu vàng là một cái liều nha cả nhà. Để cho cả nhà mình biết ha, thầy đang nhìn hướng về xuôi, cả nhà thấy không? Chỉ một mình thầy thôi là cả nhà yên tâm. Nhưng mà cái địa điểm á, cái địa điểm thầy ở chỗ nào á, thì chắc chắn là không bao giờ mà tiết lộ được cho bất kỳ ai. Nói chung là không thể tiết lộ được cho bất kỳ ai được. Đối với những ai yêu thương và kính trọng sư Minh Tuệ, việc nhìn thấy hình ảnh sư trong trạng thái an lạc là một niềm an ủi vô cùng to lớn. Hình ảnh ấy tựa như một lời khẳng định rằng sư Minh Tuệ vẫn đang thực hiện hành trình tâm linh Phật Pháp của mình, dù có xa cách với thế gian. Niềm tin rằng sư Minh Tuệ đã đạt được sự thanh tịnh trong tâm hồn và an yên, không bị quấy rầy trong đời sống tu hành là điều mà nhiều người luôn mong mỏi và cầu nguyện mỗi ngày. Ngay sau khi bài đăng xuất hiện, nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo từ hàng triệu cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ vui mừng khi tận mắt thấy sư Minh Tuệ đang an toàn và yên ổn tu tập. Một số bình luận phản ánh niềm hạnh phúc và sự an tâm của họ, chẳng hạn như: hôm nay nhận được nhiều tin vui, thầy Minh Tuệ vẫn bình yên, các thầy đã gặp được nhau, Nam Mô A Di Đà Phật, cầu mong cho các thầy luôn mạnh khỏe và bình an trên con đường tu tập. Một người khác thì viết rằng: cảm ơn anh đã chia sẻ những thông tin thật hữu ích, cầu xin mười phương chư Phật phù hộ cho thầy và tất cả những thầy đang tu theo thầy đều được bình an. Lại có người chia sẻ rằng: tôi mấy đêm nay mất ăn mất ngủ vì lo cho các sư thầy. Giờ nghe nói các thầy đã gặp nhau, nếu đúng thật như vậy tôi mừng quá, cảm ơn anh đã cho tôi thông tin này. Tuy nhiên, bên cạnh những lời chúc phúc, không ít người cũng bày tỏ sự lo lắng về tình hình sinh hoạt của sư Minh Tuệ khi ở trên núi cao và không thể đi khất thực.
một người lo lắng bình luận như thế này: thương thầy quá, thầy không thể đi khất thực nữa, không biết có ai mang thức ăn cho thầy không. Nam mô A Di Đà Phật, ngày nào con cũng cầu nguyện cho các thầy nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, giờ thấy được thầy nên con vui rồi. Một người khác chia sẻ: mấy bữa nay ngày nào cũng buồn, mở điện thoại lên thấy thầy là buồn, nhớ thầy rồi khóc. Không biết có ai mang đồ ăn cho thầy không? Thương thầy quá, thầy ở trên núi cao, nhìn thấy an nhiên tự tại quá. Nhưng mà chuyện ăn uống của thầy thì sao? Mọi người có ai cúng thức ăn không? Những phản hồi này cho thấy sự quan tâm sâu sắc của cộng đồng đối với sư Minh Tuệ, từ niềm vui khi biết thầy an toàn đến sự lo lắng cho cuộc sống hàng ngày của thầy trên núi cao. Bên cạnh đó cũng có một số người đưa ra lời khuyên mọi người không nên tiếp tục đi theo hay là tập trung đông đúc như trước, vì điều này sẽ ảnh hưởng xấu đến sư Minh Tuệ. Một người chia sẻ rằng: giờ tôi chỉ mong muốn thứ nhất, thầy Minh Tuệ được khỏe mạnh và tiếp tục tu tập. Khi nào cơ duyên đến, thầy sẽ tiếp tục hành khất. Mong muốn thứ hai là các thánh thần thẳng tay trừng phạt những kẻ đã gây khổ đau phá hoại về tu hành của thầy Minh Tuệ vừa qua. Một người khác thì khuyên rằng: mọi người thương thầy thì đừng dây quanh thầy nữa, tới đảnh lễ rồi về thôi. Cảm ơn tất cả vì đã cho sư an toàn. Chúng ta đừng đi theo thầy nữa, để con được thấy những hình ảnh này. Con thấy sư Thích Minh Tuệ khỏe mạnh, con mừng lắm. Con chúc sư nhiều sức khỏe, bình an. Những lời khuyên này cho thấy sự quan tâm và lo lắng của cộng đồng không chỉ dừng lại ở việc mong muốn sư Thích Minh Tuệ được bình an, mà còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ không gian yên tĩnh và an toàn cho thầy để tu tập. Tuy nhiên, theo nhiều người, hình ảnh này được cho là chỉ để câu view và có thể đã sử dụng công nghệ AI để tạo ra. Họ đưa ra những căn cứ như sau. Một trong những điểm đáng ngờ nhất là chiếc liều màu xanh vàng xuất hiện trong hình. Đây được nhận diện là loại liều du lịch hiện đại, thường được sử dụng trong các chuyến dã ngoại hoặc kỳ nghỉ. Sự hiện diện của liều này không chỉ phản ánh bối cảnh tu tập đáng ngờ của sư Minh Tuệ, khi mà chúng ta đều biết y áo trên người sư Minh Tuệ chỉ là những tấm vải cũ nát, và sư Minh Tuệ cũng đã phát nguyện ngủ nghỉ dưới cảnh màn trời chiếu đất, thì sự xuất hiện của chiếc liều màu vàng ở bên cạnh sư Minh Tuệ là một điều hoàn toàn bất thường. Ngoài ra, cảnh núi rừng xanh ngắt trong hình cũng gây nghi ngờ. Cảnh này trông giống như được vẽ hơn là chụp thực tế. Đường nét và chi tiết của núi rừng trong hình không tự nhiên như những bức ảnh thực tế, mà lại có vẻ như được tinh chỉnh hoặc chỉnh sửa một cách rất kỹ lưỡng. Một điểm khác là các đường nét trong hình không rõ ràng và không thật. Khoảng cách từ nơi chụp ảnh đến vị trí của sư thầy Minh Tuệ ngồi không xa đến mức bị nhòe và thiếu chi tiết trong tấm hình này. Mọi người nghi ngờ cho rằng có thể đã có sự can thiệp từ công nghệ máy tính, thí dụ như sử dụng công nghệ AI để tạo ra một bức ảnh giả mạo nhằm thu hút sự chú ý và tăng lượt xem trên mạng. Dù là thế nào đi chăng nữa, tất cả chúng ta đều mong muốn sư Minh Tuệ được bình an và yên ổn, theo ý nguyện của sư. Sư đang tận hưởng hạnh phúc vô hại và chỉ muốn tu giải thoát theo con đường thoát tục mà mình đã chọn. Thay vì chỉ trích hoặc tôn vinh, thì hãy cầu nguyện cho những điều tốt đẹp đến với sư. Đó mới chính là cách ứng xử tốt nhất. Sư Minh Tuệ hiểu và tin rằng mỗi người có khả năng tự giải thoát, và đây cũng là niềm tin sâu sắc trong lòng người có trí huệ từ bi. Hình ảnh tu tập khổ hạnh của sư Minh Tuệ không chỉ là một chặng đường cá nhân, mà còn là một nguồn cảm hứng sâu sắc cho biết bao người. Câu chuyện về sư Minh Tuệ không chỉ là một câu chuyện riêng lẻ của người theo đạo Phật, mà còn là một thông điệp lan tỏa đến tất cả những người ngoại đạo. Hành trình của sư đã lay động không chỉ trái tim mà còn chạm đến tâm hồn của hàng triệu người, mang lại niềm tin và hy vọng vào con người và cuộc sống, như một tia hy vọng giữa những khó khăn và thử thách của cuộc đời. Sư Minh Tuệ
không chỉ làm thay đổi cuộc sống của bản thân mình, mà còn tạo ra một làn sóng tích cực lan tỏa đến nhiều người khác. Sự minh tuệ không cần rao giảng một bài pháp thoại nào, nhưng bằng con đường thực hành khổ hạnh sau 6 năm, sự minh tuệ dường như đã chuyển hóa được rất nhiều người đến gần hơn với Phật tánh. Có lẽ đây là bước khởi đầu cho sự thịnh vượng của nền Phật học nguyên thủy sau nhiều thế kỷ Phật giáo đã bị biến tướng và bị lợi dụng. Tuy hành trình của sự minh tuệ đã tạm dừng lại, nhưng đó chỉ là điểm tạm dừng cho những bước chân đã đi khắp các con đường và chấp nhận sự hỗn loạn của thế gian. Có lẽ sâu thẳm của sự việc đi đến quyết định này chắc chắn không phải là ý muốn của sư, một người tu học theo hạnh Đầu Đà, nhưng đó là cách duy nhất và hài hòa nhất cho tất cả mọi người. Nếu như tiếp tục, sẽ có những điều tồi tệ xảy ra, như trường hợp của sư Thích Minh Thiện sốc nhiệt dẫn đến tử vong. Chúng ta sẽ gánh chịu những mất mát lớn không mong muốn, một tiếc nuối vô hạn và một tổn thương khó lòng. Trước những lựa chọn, sư Minh Tuệ chọn cách tốt nhất. Trước những ngã rẽ, sư Minh Tuệ đã chọn lối đi bình yên nhất. Đó là bản năng của trí tuệ của một bậc chân tu. Dù đối với người tu hành có sự kiên nhẫn sâu đậm hay lòng tin vững chắc trước mọi khó khăn, thì vẫn phải tuân theo lắng nghe cộng đồng trên con đường tu hành đầy khổ hạnh này. Dạng sự đều tùy duyên, nhưng những gì đến sẽ đến, những gì đi sẽ đi, và duyên là điều quyết định tất cả. Kết thúc của một điều này sẽ là khởi đầu của một điều khác. Những bước chân có thể dừng lại, nhưng con đường vẫn mở ra phía trước, chờ đón tất cả những ai có lòng trung thành với con đường tu hành và tinh thần Phật Pháp. Dù chuyện đã xảy ra với dư luận rất bất bình, nhưng với sư Minh Tuệ, có lẽ sư sẽ chỉ mỉm cười và nhìn nhận mọi thứ là do nhân duyên tạm bợ, nương tựa nhau mà thành, hết duyên thì tan rã. Có chăng chỉ có chúng ta đang đeo mang nhìn nhận dưới con mắt người phàm tục để rồi giận ghét thương hận. Thật kỳ lạ, một con người nhỏ bé khắc khổ vì nắng gió, suốt ngày rong ruổi trên khắp nẻo đường khất thực, khắp nơi là nhà, nhưng trên môi luôn nở nụ cười đầy thánh thiện, đôi mắt long lanh nhìn mọi việc một cách tỏ tường. Khi gặp ai dù lớn hay nhỏ, đàn ông hay là phụ nữ, sư đều hạ mình xuống mức thấp nhất với danh xưng là con. Một con người hiếm gặp có một không hai trên thế gian tạm bợ này. Trên con đường trần thế này, ai cũng thích câu gót danh lợi bùng pha sắc xám, mặt phong trần nắng nám mùi dấu. Đối với sư Minh Tuệ, sư đã cởi bỏ tất cả để trở thành một người đặc biệt trong lòng người dân Việt Nam chúng ta. Mọi người hãy hoan hỷ đón nhận sự ẩn tu của sư Minh Tuệ như sự tỏ lòng thành kính, và cũng nên khép lại một câu chuyện đẹp mà mỗi khi nhắc đến ai cũng cảm thấy ấm lòng. Cầu chúc cho sư Minh Tuệ có thật nhiều sức khỏe để tu hành đắc đạo. Chúng ta hãy tiếp tục lan tỏa tinh thần của lòng từ bi và nhân ái, để câu chuyện về sư Minh Tuệ tiếp tục là nguồn cảm hứng vô tận cho thế hệ sau này. Kính chúc quý Phật tử và quý khán thính giả theo dõi kênh thân tâm luôn được an lạc, gặp nhiều may mắn. Quý Phật tử và quý khán thính giả thân mến, trong dòng chảy bất tận của cuộc sống, có những khoảnh khắc dường như thời gian dừng lại, để lại những dấu hiệu bí ẩn như một lời nhắc nhở từ thế giới vô hình, những điềm báo tâm linh xuất phát từ những giấc mơ kỳ lạ, những hiện tượng siêu nhiên khác thường, hay những cảm giác trực giác không thể giải thích luôn hiện diện xung quanh chúng ta. Những điềm báo này không đơn thuần chỉ là những hiện tượng ngẫu nhiên, mà còn ẩn chứa những thông điệp sâu xa, nhắc nhở chúng ta lưu tâm đến những điều thường bị lãng quên. Chúng có thể là những cảnh báo về nguy cơ tiềm ẩn, những lời thúc giục để chúng ta dừng lại và suy ngẫm, hoặc cũng có thể là những nguồn động viên tinh thần trong những thời điểm khó khăn nhất. Nhìn từ góc độ tâm linh
đối chiếu với hành trình của Sư Minh Tuệ ngày 29 tháng 5 vừa qua, chúng ta không khỏi rùng mình nhận ra trong một vài clip cư dân mạng chia sẻ giữa một đám đông vây quanh, Sư Minh Tuệ đã bất động một hồi rất lâu, hướng ánh nhìn thất thần và vô định về một hướng. Dường như sư đã cảm nhận được điều gì đó không vui sắp ập đến. Trong những khoảnh khắc đó, Sư Minh Tuệ dường như đã chìm sâu vào một trạng thái thiền định, tách biệt hoàn toàn với thực tại xung quanh mình. Ngay sau đó, nếu chúng ta để tâm, sẽ thấy vào ngày 30 tháng 5, lần đầu tiên Sư Minh Tuệ xuất hiện với y áo quấn thêm một dải đen lớn ở chính giữa bộ y. Nhiều người theo hành trình cùng sư đều nhận thấy trang phục của Sư Minh Tuệ có thêm mảnh vải màu đen nhiều hơn so với hôm qua và những ngày trước đó. Những hình ảnh còn lưu lại từ những ngày trước đây cho thấy y phục của Sư Minh Tuệ thường rất đa sắc màu, nhưng rất ít hoặc hầu như không có màu đen. Màu mà Sư Minh Tuệ ưa chuộng nhất là màu vàng. Trên mạng từng có video chia sẻ Sư Minh Tuệ rất vui vẻ hoan hỷ khi nhặt được mảnh vải vàng, vì theo nhân gian, màu vàng là màu của nhà Phật. Sư Minh Tuệ là một người tu hành nổi tiếng với sự giản dị và sự kính trọng đối với các giá trị tâm linh truyền thống. Những bộ y phục của sư thường phản ánh sự tinh tế và tôn trọng đối với những giáo lý nhà Phật, nơi mà màu vàng được coi là biểu tượng của sự giác ngộ và cao quý. Khi nhìn thấy một mảnh vải vàng, Sư Minh Tuệ thường xem đó là một dấu hiệu may mắn và tốt lành, luôn giữ gìn và trân trọng. Thế nhưng, sự thay đổi đột ngột trong trang phục của sư vào ngày 30 tháng 5 năm 2024 đã khiến cho nhiều người không khỏi bất ngờ và lo lắng. Sư Minh Tuệ xuất hiện với y áo đắp thêm rất nhiều mảnh vải đen cả ở phía trước và phía sau, cùng với một dải đen dài như cái khăn vắt chéo cổ, quàng từ sau ra trước. Màu đen theo quan niệm dân gian là màu của tang tóc và mất mát. Không ít người cho rằng sự thay đổi trang phục này chính là một điềm báo đầy bí ẩn mà người phàm khó có thể lý giải được. Cũng theo truyền thống người Việt Nam chúng ta, khi nhà ai đó có người mất, người thân thường đổi ảnh đại diện và các tài khoản mạng xã hội sang màu đen để biểu lộ sự thương tiếc cho người đã khuất. Sự xuất hiện của Sư Minh Tuệ trong bộ y phục đen với đôi mắt đượm buồn dường như phản chiếu một nỗi buồn từ sâu thẳm con tim, đã khiến cho nhiều người tin rằng sự thay đổi này không chỉ là một dấu hiệu đơn thuần về sự chuyển biến trong tâm trạng, thói quen ăn mặc của Sư Minh Tuệ, mà còn là một lời cảnh báo về những sự kiện không may sắp xảy ra. Vâng, và rồi, chỉ trong buổi chiều ngày hôm đó, bi kịch thực sự đã ập đến khi một khất sĩ hiệu Minh Thiện đi bộ hành cùng tăng đoàn Sư Minh Tuệ đã đột quỵ và không qua khỏi. Thầy Minh Thiện trong đoàn vốn là Việt Kiều từ Mỹ mới về đi theo Sư Minh Tuệ mới được 3 ngày. Tiếc thương cho sự lìa xa khỏi ta bà trần thế, nhiều người đã viết nên những dần thơ cho hành trình tu đạo ngắn ngủi nhưng đầy ý niệm của thầy Minh Thiện như sau: người đã không được chọn ngày sinh ra, nhưng đã chọn được cách chết cao cả. Đời diễn sứ bao năm sống phương xa, Phật đã đón về giữa đất quê nhà. Đường tu khổ hạnh, xác thân đã xả, dược trùng dương, nguyện theo hạnh đầu đà. Hiểu kiếp nhân sinh cũng như chiếc lá, lìa cành ý ngài đấng tạo dựng ta. Đoạn đi theo Sư Minh Tuệ hoàn toàn vì lý do học đạo, nhằm tu dưỡng đạo hạnh và chữa lành cái tâm của mình, hướng đến bến bờ của sự giải thoát. Vì vậy, duy tâm mà nói, việc Sư Minh Tuệ xuất hiện với y áo màu đen nhiều hơn ngay từ sáng sớm 30 tháng 5 có thể được xem như một dấu hiệu tang tóc đã được định trước.
những mảnh vải đen bỗng nhiên xuất hiện nhiều hơn vào ngày buồn nhất từ đầu cuộc hành trình của đoàn, chính là một ấn chứng rõ ràng trên người Sư Minh Tuệ, vị chân tu đang nắm giữ linh hồn của cả đoàn người. Bằng việc khoác lên mình bộ y phục màu đen, Sư Minh Tuệ vô hình chung chuẩn bị cho một điều không lành, một dấu hiệu của sự mất mát và đau buồn sắp xảy ra. Sự thay đổi đột ngột và bí ẩn trong trang phục của sư có lẽ không chỉ đơn thuần là một sự ngẫu nhiên, mà là một thông điệp sâu sắc từ cõi vô hình nào đó mà chúng ta không thể giải thích được. Có thể nhiều người sẽ bảo rằng phân tích như vậy là mê tín dị đoan, là mê muội. Nhưng chúng tôi, những người tin sâu vào Phật Pháp, vào sự nhiệm màu của Phật Pháp, chúng tôi tin rằng đâu đó trong sự nhiệm màu của Phật Pháp, với những con người phi thường chứng đạo, họ có thể cảm nhận trước được những điều sắp xảy đến mà những người bình thường như chúng ta không thể cảm nhận được. Những ai để tâm về Sư Minh Tuệ sẽ nhận thấy, trong những ngày gần đây, trên gương mặt và ánh mắt của Sư Minh Tuệ phảng phất rất nhiều nét buồn, đôi khi là thẫn thờ và trầm mặc. Dù sư vẫn cố gắng mỉm cười, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tắt đi, chỉ là nụ cười xã giao chứ không phải là nụ cười xuất phát từ nội tâm. Ánh mắt của sư dường như chất chứa nỗi lo âu vô hình, một cảm giác bất an không thể lý giải. Sư Minh Tuệ với khả năng cảm nhận từ những dấu hiệu từ cõi vô hình, có lẽ đã nhận ra một điềm báo về điều gì đó xấu sắp xảy đến. Tuy nhiên, dù có nhận thức được điều này, sư vẫn không thể làm gì để thay đổi. Nỗi buồn sâu sắc trong lòng sư dường như phản ánh sự bất lực trước những điều sắp xảy ra mà không thể tránh khỏi. Với nét mặt hiện lên vẻ mệt mỏi và thẫn thờ, cùng hành động đắp thêm y đen của Sư Minh Tuệ, nó như một sự đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Chuyện tâm linh càng không thể đùa khi dân tình vẫn đang đồn nhau về con mắt thứ ba của Sư Minh Tuệ. Dân cư mạng vẫn đang đồn đoán khi vết lõm sâu trên trán của Sư Minh Tuệ càng ngày càng rõ. Một số người tu thiền họ nhìn được hào quang, còn mắt thường chúng ta chỉ thấy được một vết lõm. Nhưng đối chiếu với những bức ảnh cũ thì thấy vết lõm này đang ngày càng mở rộng đúng vị trí con mắt thứ ba. Khai nhãn con mắt thứ ba là một biểu tượng của sự giác ngộ, sáng suốt và kết nối với vũ trụ tâm linh. Nó đại diện cho khả năng nhìn thấy nhiều hơn, hiểu biết sâu sắc và trải nghiệm cuộc sống một cách toàn diện hơn. Ngoài ra, chúng ta thấy thần thái của Sư Minh Tuệ rất sáng. Mặc dù có những người cho rằng Sư Minh Tuệ không tắm, nhưng lại có mùi thơm dễ chịu khi gần gũi. Tuy về mặt thực tế, chúng ta không thể chắc chắn về điều này. Nhưng theo lý thuyết của thiền sư, khi đạt đến mức độ loại bỏ quế tạp tâm linh, hoàn toàn có khả năng tỏa ra một hương thơm thuần khiết như vậy. Thêm vào đó, việc chim và bướm đến và bay lượn xung quanh Sư Minh Tuệ cũng là một điềm báo cho thấy vị chân tu mang trong mình một luồng khí rất an lành, thu hút muôn loài. Động vật tự nhiên thường cảm nhận được năng lượng và sự thanh tịnh từ những người có tâm linh sâu sắc. Chúng mới dám tiến lại gần, bay lượn quanh Sư Minh Tuệ. Điều này là một minh chứng cho sức ảnh hưởng tích cực mà Sư Minh Tuệ mang đến cho môi trường và những sinh linh xung quanh. Xét về mặt tâm linh và cả khoa học, tu hành Đầu Đà được xem là một trong những phép tu khó nhất trong các pháp tu của Đạo Phật. Tương tự như phép tu khổ hạnh, thậm chí Đức Phật cũng từng trải qua sự kiệt sức cơ thể khi thực hành phép hạnh này và phải tạm dừng. Muốn tu hành Đầu Đà, trước hết người tu phải duy trì năm giới một cách kiên định trong thời gian dài. Điều này đòi hỏi phải là người tuân thủ đạo lý Đạo Phật, sống một cuộc sống trong sạch, ăn chay và lòng từ bi. Tu tập dần dần, từng bước là cách duy nhất để chuẩn bị tâm thức và cơ thể cho việc thực hành 13 phép tu hành Đầu Đà. Một trong những thách thức lớn nhất
của người tu khi tu hành Đầu Đà là việc duy trì một chế độ ăn uống đủ chất lượng. Điều này đặc biệt khó khăn với những người thực hiện phép này, vì họ thường không ăn vào buổi tối và chỉ ngủ trong tư thế ngồi. Điều này có nghĩa là họ phải tiếp tục hoạt động suốt cả ngày mà không có lượng dinh dưỡng đủ để duy trì sức khỏe. Như vậy, tu hành Đầu Đà không chỉ đòi hỏi sự kiên nhẫn và quyết tâm, mà còn yêu cầu sự tự kiểm soát vô cùng cao độ đối với cả thân và tâm. Đó là một hành trình nghiêm ngặt và khó khăn, nhưng cũng là một cách tiếp cận tinh thần cao quý và đỉnh cao của sự tu tập theo Đạo Phật. Dù sao thì đó cũng là hành nguyện của các vị thiền sư. Họ theo đuổi con đường tu tập Phật Pháp, mong được giác ngộ cùng chúng sinh ngay khi kết thúc cuộc đời. Mặc trang phục bộ y phấn tạo trên người, đó cũng là sự hoàn thành của ước nguyện. Không có gì có thể mong mỏi hơn trong cuộc đời này. Lại nói về thầy Minh Thiện vừa qua đời, một điều đặc biệt mà cư dân mạng đã phát hiện là y phấn tảo của sư Minh Thiện có quá nhiều màu đen. Một điểm khác biệt đáng chú ý so với y phấn tảo của các thầy khác trong đoàn. Một số người đã nhận định rằng điều này giống như một điểm đen trên con đường tu tập của sư Minh Thiện. Tuy nhiên, thương cảm với thầy, nhiều Phật tử và dân chúng cho rằng từ khi xuất gia, sư Minh Thiện đã tuân thủ nghiêm ngặt giới luật và hy sinh hết mình để thực hiện phép hạnh Đầu Đà. Thầy không từ bỏ dù chỉ một phút cuối cùng của cuộc đời mình. Sự khác biệt trong y phấn tảo của sư Minh Thiện có thể là một biểu hiện của sự cảm nhận và sự chấp nhận của ông đối với sự vô thường và sự đau khổ của cuộc sống. Nó có thể là một dấu hiệu của sự sâu sắc và sự hiểu biết về bản chất của đau khổ và thế giới vô thường, và cũng có thể là một biểu hiện của sự tiếp nhận và hy sinh cho cuộc sống tâm linh. Y phấn tảo bỏ gian đường, bình bát thôi đựng cúng dường từ đây. Thôi đành phải giả biệt thầy, đừng tu đứt đoạn, kiếp này khó qua. Chúng ta hãy cầu nguyện cho sư Minh Thiện được siêu thoát kiếp này, kiếp sau có thể tái sinh, tiếp tục được duyên lành với Phật Pháp và tiếp tục bước đi trên con đường giải thoát của chính mình. Mong rằng sư sẽ tiếp tục được hướng dẫn và hộ trì bởi những nguồn lực tâm linh và sự sáng suốt từ vũ trụ, để sư có thể tiếp tục trải nghiệm và thực hành Đạo Phật trong một kiếp sống mới. Trước sự ra đi của sư Minh Thiện, có những sự quyền bí và điềm báo tâm linh ứng trên người sư Thích Minh Tuệ, từ biểu hiện trên y áo, nét trầm tư trên khuôn mặt đến ánh nhìn buồn bã xa xăm, tất cả đều khiến cho mọi người phải suy gẫm và cảm thấy sự lạ lùng không thể lý giải được. Từ những điềm báo này, ta không chỉ nhìn thấy được sự kết nối giữa con người với thế giới tâm linh, mà còn cảm nhận được sự sâu sắc của tâm hồn và tinh thần. Việc nhìn thấy được, đoán trước được của sư Minh Tuệ, theo như lời của cư dân mạng, không chỉ là khả năng nhìn thấy bằng đôi mắt vật lý, mà còn bao gồm cả khả năng nhận biết và hiểu biết bằng con mắt tâm linh. Khả năng nhìn thấy bằng tâm hồn của sư Minh Tuệ giúp sư hiểu rõ hơn về bản chất của sự tồn tại và cuộc sống, và từ đó có thể dẫn dắt và hướng dẫn người khác trên con đường tìm kiếm sự giác ngộ và hạnh phúc. Điều này là một phần quan trọng trong hành trình tu tập và khổ hạnh của sư Minh Tuệ, cũng là nguồn cảm hứng và động viên lớn lao cho những người theo đuổi Đạo Phật. Và ngày hôm nay, mùng 1 tháng 6, ngày Quốc tế Thiếu Nhi, những bước chân sư Minh Tuệ đang thẳng tiến vào cố đô Huế. Trên bộ y phục của sư, chúng ta thấy rằng có thêm một tấm vải màu trắng dắt chéo từ trước ra sau. Sư không nói gì, nhưng dường như tất cả công chúng đều đang tự cảm nhận được sư Minh Tuệ đang để tang sư Minh Thiện, một người đã cùng sư bộ hành mấy ngày qua. Sự việc tâm linh điềm báo chúng tôi đề cập đến quý Phật tử và quý khán thính giả hôm nay về sự thay đổi trong y áo của sư Minh Tuệ
không nhằm mục đích truyền bá tư tưởng mê tín dị đoan gì. Chúng tôi chỉ phân tích sự việc dựa trên những cảm nhận của đại đa số công chúng. Chúng ta biết rằng chuyện tâm linh đối với con người hiện nay vẫn đang là một dấu hỏi lớn đầy bí ẩn, kể cả khoa học cũng chưa thể lý giải hết được. Có chăng những điểm báo, những dấu hiệu tự chúng ta nhìn nhận và cảm nhận được bằng giác quan, bằng tâm linh trong chính sâu thẳm trái tim mỗi người mà thôi. Cuối cùng, chúng tôi muốn nhắc lại hành trình tu tập là một hành trình dài, không chỉ đơn giản là một con đường đơn thuần, mà còn là một cuộc hành trình tinh thần và tâm linh, đòi hỏi sự kiên nhẫn, quyết tâm và sự cam kết không ngừng nghỉ. Chúng ta, những người phàm, không đơn thuần có thể làm được. Nếu chúng ta yêu thương và kính trọng sư Minh Tuệ, thì hãy cầu chúc cho sư luôn mạnh khỏe, an lạc trên từng bước chân hướng tới bến bờ giải thoát, hướng tới đắc đạo. Xin chúc bình an cho quý Phật tử và quý khán thính giả đang nghe pháp học đạo trên kênh của chúng tôi. Xin hãy tiếp tục bước đi với lòng tin và sự kiên nhẫn, và hãy luôn nhớ rằng mỗi bước chân, mỗi hành động lan tỏa. Kính thưa quý Phật tử và quý khán thính giả thân mến, sự việc sư Minh Tuệ đã tạm dừng bước khất thực mấy ngày qua đã khiến cho quần chúng nhân dân vô cùng quan tâm và lo lắng cho sư. Mọi người đặt câu hỏi, vậy sư đã đi đâu? Sư thực sự đã ẩn tu nơi không ai biết đến, hay là sư đang bị một vấn đề gì đó mang tính chất chủ quan, vân vân. Đường phố không còn những đoàn người tấp nập kéo nhau trên đường đi theo sư Minh Tuệ, thay vào đó là sự im lặng và hoài nghi từ dư luận. Đã có không ít thông tin được chia sẻ trên mạng về việc sư Minh Tuệ tự nguyện dừng việc bộ hành. Song, chúng tôi thiết nghĩ một người phi thường như sư Minh Tuệ thì dù ở đâu, sư cũng sẽ được bảo vệ và gia hộ bởi Phật Pháp. Chắc chắn sư sẽ được bình an. Mặc dù sư đã tạm ngừng việc khất thực, nhưng chúng tôi tin rằng bước chân của sư sẽ được hàng triệu quần chúng ở khắp nơi tiếp nối các bài học, các giá trị mà sư đã khơi gợi, nhắc nhở lại cho mọi người dân Việt Nam nói chung, Phật tử nói riêng, sẽ được lưu truyền và gìn giữ mãi về sau. Việc sư Minh Tuệ tạm dừng việc bộ hành, chúng tôi nghĩ rằng có lẽ đây là một quyết định phù hợp với thời điểm và bối cảnh hiện nay. Phật tử và quần chúng kính quý sư, nhưng cũng lo cho sư khi có quá nhiều người vì ngưỡng mộ mà theo từng bước chân sư 24/24 trong suốt cả một tháng qua. Sư tạm dừng bộ hành, nhưng bước chân bộ hành của sư đã khắc ghi vào tâm thức của người dân Việt Nam, một hình ảnh sống động của một học trò của Đức Thế Tôn nguyên sơ chân thật nhưng rất dũng mãnh. Sư chỉ bình lặng bước đi mà đã làm lay động hàng triệu trái tim, trở thành một bài pháp sáng chói, giác ngộ quần chúng, mang lại cho họ niềm tin về chánh pháp của Đức Phật và niềm tin vào cuộc sống và những điều tốt đẹp ở xung quanh mình. Đối với mọi chúng ta, hình ảnh của sư Minh Tuệ đã vượt qua phạm vi một tôn giáo. Nó đã làm lay động quần chúng và kể cả những nhà tu hành ở những tôn giáo khác. Và nó không chỉ ở trong phạm vi của Việt Nam, mà nó đã lan ra tới phạm vi của cả thế giới. Hình ảnh của sư là một hình ảnh của sự đoàn kết, vượt ra khỏi tôn giáo, vượt ra khỏi biên giới của một quốc gia. Hình ảnh đó làm chúng ta thấy rằng thật là tự hào, tuyệt vời và may mắn khi Việt Nam có được một công dân như sư Minh Tuệ. Hôm nay, sư dừng bộ hành. Nhưng những việc làm của sư Minh Tuệ trước đó, chỉ trong một thời gian rất ngắn thôi, đã trở thành một biểu tượng của Đạo Phật. Và đó cũng chính là biểu tượng cho tất cả những giá trị cao đẹp của dân tộc Việt Nam. Sư kết nối giữa hai giá trị của Đạo Phật và giá trị cao đẹp của dân tộc Việt Nam chúng ta. Chân thật, đạo đức, giản dị, mạnh mẽ, từ bi, trí tuệ và đoàn kết.
xin được cúi đầu cảm ơn sư đã xuất hiện ở nơi đây với chúng ta, để chúng ta có được cái cơ hội nhìn thấy cuộc sống, nhìn thấy đạo Phật, nhìn thấy dân tộc chúng ta đẹp như thế nào. Sư Minh Tuệ làm chúng tôi nhớ đến một đoạn trong bài cáo Bình Ngô của Nguyễn Trãi, một tác phẩm được đánh giá là hùng văn muôn thuở. Như nước đại diệt ta từ trước, vốn xưng nền văn hiến đã lâu, núi non bờ cõi đã chia, phong tục Bắc Nam cũng khác. Từ Triệu Đinh Lý Trần, bao đời xây nền độc lập, cùng Hán Đường Tống Nguyên, mỗi bên hùng cứ một phương. Tuy mạnh yếu cùng lúc khác nhau, song hào kiệt đời nào cũng có. Có thể nói dân tộc Việt Nam chúng ta rất may mắn, vì đời nào chúng ta cũng có những hào kiệt. Đất lành thì sinh nhân kiệt. Sư Minh Tuệ xứng đáng là một công dân ưu tú của dân tộc Việt Nam, tấm gương của một bậc chân tu. Sư Minh Tuệ đã cho chúng ta rất nhiều các bài học. Chúng tôi xin chia sẻ một bài viết của một cá nhân được mọi người trên mạng xã hội đặt cho cái tên là Thích Phản Biện, chia sẻ bài học của riêng ông từ tấm gương của Sư Minh Tuệ. Chúng tôi học được 6 chữ rất là quan trọng. Một là thiểu dục tri túc, hai là câu chuyện về cúng dường, ba là câu chuyện về tài sản, bốn là câu chuyện của hành pháp và giảng pháp, năm là câu chuyện thái độ đối với quần chúng, và sáu là mục tiêu tối thượng thiểu dục tri túc ở một bậc chứng tu như Sư Minh Tuệ. Chúng ta thấy sư chỉ ba y một bát, ăn một bữa một ngày, ở ngoài trời, ở nghĩa địa, ở gốc cây, đầu trần chân đất, đối lập với những hình ảnh giảng dị đó là một bộ phận. Chúng tôi chỉ dám nói là một bộ phận thôi, và hy vọng đó chỉ là một bộ phận nhỏ trong xã hội này. Những con người y áo sang trọng, chùa to tượng lớn, đủ mọi tiện nghi vật chất, đồng hồ đắt tiền, trang sức điện thoại, ô tô, nhà lầu, máy lạnh, đi đâu cũng có người phục dịch, cung phụng cúng dường. Bậc chân tu ăn một bữa một ngày, không nhận tiền, không đòi hỏi cúng dường, chỉ nhận thức ăn vừa đủ một lần trong ngày, không nhận thêm, không để dành qua ngày hôm sau. Khác biệt và đối lập hoàn toàn với một số tu hành, tăng ni, nhận tiền vàng đô la, đất đai, nhà cửa, đang khát khao cúng dường bằng mọi hình thức, mọi thủ đoạn để vơ vét tiền bạc của Phật tử, của chúng sanh. Tài sản của bậc chân tu, không có tài sản không tích lũy, buông bỏ tất cả. Trong khi đó, một số cá nhân tu hành tài sản nhiều vô kể, nhu cầu tích lũy vật chất vô cùng to lớn. Bậc chân tu hành pháp một cách nghiêm túc triệt để, đây chính là điều mà chúng ta nói đến chữ dũng mạnh đối với Sư Minh Tuệ. Nhìn vào Sư Minh Tuệ, người phàm chúng ta có thể quan sát thấy bằng mắt, đó là sự nghiêm túc hành pháp của Sư. Sư không cần nói nhiều, nhưng mà chính cái thân giáo của Sư thì đã là một sự hoằng pháp rất mạnh mẽ. Đối với một số vị chân giả thì sao? Họ ngồi trên ghế cao lộng lẫy như vua chúa, ban phát giáo pháp cho chúng sinh, thường xuyên xuyên tạc giáo lý của Đức Phật, thậm chí còn dám sửa cả ngũ giới của Đức Phật. Họ tự do sàm ngôn, lợi dụng Phật giáo để tuyên truyền mê tín dị đoan và luôn luôn hăm dọa chúng sinh, dùng các thuyết nhân quả độc hại để trục lợi, bắt buộc chúng sinh cúng dường. Thái độ với quần chúng, bậc chân tu nói năng khiêm hạ, xưng con với Phật tử, không bao giờ tự gắn cái mác, các cái danh hiệu, và luôn xem mình chỉ là đệ tử thực hành theo lời dạy của Đức Phật mà thôi. Còn chân giả thì như một sư vương, rất chú trọng nghi lễ, lễ bái, bắt Phật tử quy lại mình. Ai góp ý thì cho là giặc, là phản động, được tổ chức một cách bài bản, có hệ thống, mạng lưới truyền thông mạnh mẽ, bền chặt từ trên xuống, từ trong nước cho tới nước ngoài. Đặc biệt gần đây còn xâm nhập sâu sắc vào thanh thiếu niên,
một quy mô rất lớn. Những người này bên cạnh việc tu hành thì họ làm đủ thứ nghề, nghề thầy tu, nghề thầy thuốc, nghề thầy bói. Họ bán thuốc, họ chữa bệnh, chữa đủ thứ các loại bệnh, được cho là bệnh nghiệp, bệnh nhân quả. Rồi họ thuyết giảng đủ mọi chuyện trên trời dưới đất, chứ không phải chỉ giáo lý của Đức Phật. Từ những chuyện tình yêu nam nữ, chuyện quan hệ tình dục, tham ái, đủ thứ chuyện trên đời. Họ gắn trên người mình rất nhiều loại các danh hiệu: tiến sĩ Phật học, tiến sĩ luật học, nhân tài đất Việt, vân vân. Mục tiêu tối thượng của bậc chân tu là ý nguyện tu để trở thành người giác ngộ, để trở thành Đức Phật rất là mạnh mẽ, rất là triệt để. Và chỉ có một mục tiêu duy nhất đó mà thôi. Khi tu hành rồi thì tự khắc sẽ giáo hóa được chúng sinh. Bài học rất là rõ nét, giống như thời Đức Phật và tăng đoàn của Ngài lúc còn tại thế. Trái ngược với bậc chân tu, chân giả luôn nói đến độ sinh, độ chúng sinh. Buồn cười ở chỗ, chính họ còn tu chưa xong, tu chưa tới đâu mà lại đi dẫn đường thuyết pháp thì dẫn đường cho ai được. Cũng giống như người không biết bơi mà lại kéo cả triệu người bơi sang sông với mình thì chẳng phải sẽ có người bị chết đuối hay sao? Chúng ta thấy rằng ở đây chúng tôi chỉ muốn nói rằng việc so sánh này là so sánh giữa một bậc chân tu với một bộ phận không phải là số đông các vị tu đang lầm đường lạc lối với giáo lý của Đức Phật ngoài kia. Rất rất nhiều các nhà sư chân chính, uy tín và nổi tiếng đang thực hiện con đường Đức Phật đã dạy. Mỗi người có một hạnh nguyện để tu, và chùa to tượng lớn cũng rất là quan trọng. Bởi vì bây giờ có hàng trăm ngàn tín đồ theo học đạo thì chùa to tượng lớn là đương nhiên. Đây chính là nơi để giáo hóa được đông đảo chúng sinh. Chùa to tượng lớn không phải là không tốt, mà chính hành động của một số cá nhân đang tu tập ở trong đó đang làm mất đi giá trị cốt lõi của đạo Phật, làm cho quần chúng hoang mang. Và họ tự đặt câu hỏi trở lại: chùa to tượng lớn để làm gì? Có ích gì? Trước khi sống và thực tập ở nơi chùa to, người tu hành chân chính phải tu cho triệt để, phải đạt được đỉnh cao của sự giác ngộ giải thoát, buông bỏ được hết mọi tham sân si ở đời của chính mình, rồi sau đó mới nghĩ tới giác ngộ chúng sinh. Nếu bản thân mình còn chưa tu tới nơi, thực hành chưa tới chốn mà đã muốn cứu độ chúng sinh thì hãy cẩn trọng với những phát ngôn, những thuyết pháp của chính mình. Rõ ràng trong thời gian qua, khắp mạng xã hội đăng tải lan truyền rất nhiều hình ảnh sai trái của một số vị tu được quần chúng gọi là xàm tăng. Chúng ta quan sát thấy rất rõ rằng một số xàm tăng đã lợi dụng lòng tin vào Phật Pháp của quần chúng và cố tình bẻ cong giáo Pháp của Đức Phật, thuyết giảng về nhân quả, truyền bá mê tín dị đoan, gây hoang mang cho dư luận, khiến cho không ít các Phật tử nghe theo bị dẫn dắt vào sự u mê, gây ra một hệ lụy rất đáng tiếc. Khi cái gốc chưa vững mà xây chùa to tượng lớn, thì ở đây còn có ý nghĩa về sự xa hoa phung phí trong lối sống của một bộ phận những người tu. Từ hình ảnh của sư Minh Tuệ, bậc chân tu, và hình ảnh hiện nay trong lối sinh hoạt mà mắt thường có thể quan sát được của một bộ phận các tu sĩ, chúng ta thấy rõ rằng hàm ý về câu chuyện chùa to tượng lớn là để nói lên rằng cái tính thiểu dục tri túc trong câu chuyện này. Chúng tôi tự đặt câu hỏi liệu đồng tiền và các tài sản vật chất có phải đã và đang làm tha hóa, làm hỏng đi đường tu chân chính của một số tu sĩ hay không? Những con sâu đang làm rầu nồi canh ở ngoài kia, những người đang làm cho Phật Pháp ngày một xa rời quần chúng. Mãi cho tới khi sư Minh Tuệ xuất hiện như một cơn mưa rào tẩm mát thân tâm của mỗi người. Người ta ví gặp sư Minh Tuệ giống như người chết khát trên sa mạc gặp được nước. Sư như một luồng ánh sáng hào quang chiếu rọi,
xuyên tâm mọi trái tim đang bất ổn, đánh thức niềm tin vào Phật Pháp một cách đầy trí tuệ của mọi người sau một thời gian dài bị dẫn lối u mê. Nói đến đây, sẽ có một số cá nhân sẽ cho chúng tôi đang cuồng tín sư Minh Tuệ quá mức, bôi nhọ các nhà sư nọ kia. Nhưng không, chúng tôi chỉ đang trình bày quan điểm cá nhân, và chúng tôi chỉ nói đến một số nhà sư sàm tăng hiện rõ trên mạng xã hội những ngày qua. Chúng tôi chỉ nói tới một số rất ít những sàm tăng và những người được chỉ ra này luôn có những bằng chứng hết sức xác thực. Quần chúng lên án các sàm tăng một cách rất rõ ràng trước khi sư Minh Tuệ xuất hiện, chứ không phải là lấy cơ hội của sư Minh Tuệ quần chúng mới nói về câu chuyện này. Hình ảnh của sư Minh Tuệ chỉ như là một phát súng bắn vào đích để thức tỉnh mọi người bằng tiếng vang của nó mà thôi. Tuy nhiên, chúng ta cũng tự hỏi, các nhà sư chân chính cũng đang ở đâu? Các sư có đang lắng nghe quần chúng nhân dân hay không? Khi quần chúng nói về sàm tăng và chỉ ra rất nhiều những biểu hiện của sàm tăng với rất là nhiều bằng chứng rõ rệt, thì các sư đã và đang làm gì? Chỉ đến khi quần chúng chỉ thẳng vào chùa to tượng lớn của một bộ phận tu sĩ sai lệch, thì các sư mới bắt đầu lên tiếng bảo vệ cho tôn giáo của mình. Các sư có đang thực sự công bằng với Phật tử quần chúng và với nhân dân cả nước hay không? Liệu chuyện Hoằng Pháp xây chùa rất to để Hoằng Pháp, để dạy dỗ cho mọi người, có thực sự cần thiết hay không? Trong khi đó, những kẻ xâm phạm giáo pháp của Đức Phật, thay đổi giáo pháp của Đức Phật, nói những điều săn bậy để gọi là trục lợi từ hàng triệu tín đồ, thì các sư im lặng rồi ra một vài văn bản không có tính răn đe, kiểm điểm gì hết. Liệu như vậy thì đã Hoằng Pháp hay chưa? Trở lại câu chuyện Phật tử, cũng như những người dân luôn luôn tin tưởng và yêu quý giáo pháp của Đức Phật và những người đại diện chân chính của Đức Phật. Chính vì sự tôn trọng đó nên chúng ta mới có chùa to tượng lớn. Nhưng cái rất quan trọng rằng Phật tử và quần chúng cũng rất kỳ vọng các nhà sư chân chính cần phải bước ra thêm một bước nữa khỏi vùng an toàn của mình, nói lên những tiếng nói chân thật của đạo pháp để chống lại những kẻ sàm tăng đang làm hại quần chúng, làm hại Phật pháp và làm hại dân tộc. Sư Minh Tuệ đã tạm dừng bước khất thực trên đường, nhưng mà chúng tôi tin rằng bước chân của sư sẽ được hàng triệu triệu quần chúng ở khắp nơi tiếp nối các bài học, các giá trị mà sư khơi gợi và nhắc nhở lại cho người dân Việt Nam. Các Phật tử sẽ được lưu truyền và gìn giữ những điều hay lẽ phải từ sư Minh Tuệ. Sư Minh Tuệ là một thí dụ điển hình để nhắc nhở từng công dân Việt Nam, từng Phật tử rằng mỗi chúng ta đều có từ bi, đều có trí tuệ, đều có đạo đức, đều có thể sống chân thật, thiểu dục tri túc. Và sư chỉ nhắc nhở lại thuộc tính của dân tộc Việt Nam đã có mà thôi. Và chúng tôi cũng tin tưởng rằng bóng tối đâu đó sẽ bị xua tan, ánh dương của trí tuệ và từ bi đã được thắp lại trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Và một lần nữa, xin cảm ơn sư Minh Tuệ đã ở đây, nơi này, trên đất nước Việt Nam của chúng ta. Cảm ơn quý Phật tử và quý khán thính giả đã theo dõi video của chúng tôi. Quý vị hãy để lại bình luận và ý kiến của quý vị dưới phần bình luận của video. Mọi ý kiến của quý vị sẽ giúp cho chúng tôi, những người làm truyền thông Phật giáo, sẽ có thêm những cái nhìn đa chiều từ khán giả, từ đó sẽ hoàn thiện hơn trong những lời bình trên kênh, trong những video này. Kính chúc quý Phật tử và quý khán thính giả thân mến, chắc hẳn những ngày qua, người dân Việt Nam chúng ta không ai còn xa lạ với tên gọi sư Minh Tuệ hay thầy Minh Tuệ, Thích Minh Tuệ. Từ một người tu hành vô danh, tự nhận mình đang tập học theo lời Phật dạy, sư Minh Tuệ đã thực hành hạnh Đầu Đà được 6 năm và 4 lần đi bộ từ Nam ra Bắc rồi quay lại.
các chuyến chân trần xuyên việt trước đây của sư không gây ra sự ồn ào nào. Sư Minh Tuệ đang tự tu theo cách thức hạnh đầu đà, tức là khổ hạnh. Rất nhiều nhà tu hành trong nước cũng đang thực hành hạnh đầu đà như vậy, mặc áo giá khất thực, ngày ăn một bữa, tối ngủ dưới gốc cây hoặc nơi nhà hoang nghĩa địa, không nhận tiền cúng dường, khước từ mọi tiện nghi. Lần đi này, chính sư cũng nói rằng bản thân không chủ động lôi kéo sự chú ý của dân chúng. Khi có người xin đi theo về Hà Giang, ông đáp rằng nếu thấy an lạc hạnh phúc thì cứ đi, còn không mời cũng không xua đuổi ai cả. Trong giáo pháp của Đức Phật có 8 dạng 4.000 pháp tu. Sư Minh Tuệ chọn cách hành đầu đà là quyền lựa chọn riêng của sư. Những người khác chọn pháp tu khác cũng là quyền của họ. Để lôi kéo người dùng mạng vì mục đích bán hàng, muốn được chú ý hay do bị chi phối bởi động cơ nào đó, một số YouTuber, TikToker, Facebooker đã lợi dụng để giật tích câu view, câu like nhằm lôi kéo người xem. Rất nhiều người hùa theo đám đông, chạy theo trào lưu. Nhiều người đón sư thầy đi bộ, ròng rắn đi theo cả một quãng đường dài, xô đẩy tranh chỗ đứng gần sư để chụp ảnh quay phim. Cảnh tượng lộn xộn đó gây phản cảm và phản tác dụng đối với mong muốn của chính sư Minh Tuệ. Nguy hiểm hơn, một số thế lực thù địch đã không bỏ lỡ cơ hội lợi dụng hiện tượng sư Minh Tuệ để chống phá chính sách tôn giáo của đảng và nhà nước ta trên mạng xã hội. Mục đích đầu tiên mà thế lực thù địch nhắm tới là chia rẽ các tôn giáo với đảng nhà nước. Chúng gieo rắc thổi phồng mâu thuẫn, tranh chấp để khẳng định rằng tôn giáo và chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam không thể song hành, đánh tráo khái niệm bằng cách tuyệt đối hóa quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, không chịu bất cứ sự ràng buộc, chế tài hay xử phạt nào. Bịa đặt rằng đảng, nhà nước, chính quyền địa phương phân biệt đối xử, đàn áp tôn giáo. Nếu đám đông vây quanh sư thầy đi bộ gây lộn xộn và cơ quan chức năng phải can thiệp để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, thì các thế lực thù địch có thể sẽ rêu rao công an cản trở nhà sư hành đạo. Mục đích thứ hai của thế lực thù địch là chia rẽ người theo đạo và người không theo đạo, chia rẽ các tôn giáo với nhau, gây mâu thuẫn bên trong từng tôn giáo nhằm làm suy yếu khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trên mạng xã hội đã xuất hiện những luận điệu gây mâu thuẫn giữa Phật giáo và Công giáo, bài xích Giáo hội Phật giáo Việt Nam, so sánh thiếu thiện chí giữa nhà sư đi bộ với hàng chục ngàn tăng ni đang hưởng lạc trong chùa to cổng kính, coi khổ hạnh là chánh pháp, là pháp tu duy nhất đúng. Mục đích thứ ba là cổ suý anh hùng hóa các hiện tượng mạng xã hội theo hướng đối lập với những giá trị truyền thống. Trong hiện tượng sư Minh Tuệ, bên cạnh sự cuồng nhiệt quá mức của mạng xã hội, thì các thế lực chống phá bên ngoài đang ra sức tô vẽ rằng sư Minh Tuệ gợi nhớ hình ảnh của Đức Phật năm xưa, không phải vì cung kính nhà sư, mà chỉ vì mục đích lợi dụng sư kính trọng đảnh lễ sư Minh Tuệ của người dân để rồi quy chụp rêu rao sư thầy này, sư thầy kia, chùa này chùa kia không đúng chánh pháp, với thuyết âm mưu chia rẽ tôn giáo của các thế lực này. Tự do tôn giáo không phải là tự do lợi dụng tôn giáo. Việt Nam thuộc nhóm 12 quốc gia trên thế giới và 6 quốc gia ở khu vực châu Á Thái Bình Dương có mức độ đa dạng tôn giáo rất cao. Đây không phải là sự tự đánh giá của chính phủ, mà là kết quả khảo sát của Viện Diễn đàn Pew có trụ sở ở Mỹ. Còn theo Ban Tôn giáo Chính phủ, nước ta có 26,5 triệu tín đồ tôn giáo, chiếm 27% dân số. Đạo Phật là tôn giáo lớn nhất, có hơn 14 triệu tín đồ, sở hữu 18.544 ngôi chùa với gần 55.000 tăng ni đang tu hành. Công giáo xếp thứ hai với hơn 7 triệu tín đồ và 7.771 cơ sở thờ tự. Đạo Tin Lành và đạo Cao Đài đứng thứ ba và thứ tư về số lượng tín đồ. Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật và người dân được tự do lựa chọn tôn giáo, lựa chọn tín ngưỡng hoặc không tín ngưỡng.
năm 2003, nhà nước ta công nhận 6 tôn giáo với 15 tổ chức, 17 triệu tín đồ, khoảng 20.000 cơ sở thờ tự, 34.000 chức sắc, 78.000 chức việc. Đến năm 2022, nhà nước ta công nhận 16 tôn giáo, 43 tổ chức, 26,5 triệu tín đồ, hơn 53.000 chức sắc, khoảng 135.000 chức việc, hơn 29.000 cơ sở thờ tự. Trong số 16 tôn giáo được nhà nước chính thức công nhận, thì có tới 9 tôn giáo từ nước ngoài đang du nhập vào Việt Nam: Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Bà La Môn giáo, Hồi giáo. Nhà nước bảo đảm và tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo được thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo, mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo. Cả nước hiện có 62 cơ sở đào tạo tôn giáo tại các địa phương. Luật pháp Việt Nam bảo vệ quyền tự do tôn giáo, nhưng cũng nghiêm khắc xử lý các hành vi lợi dụng tôn giáo. Điều 24 của Hiến pháp năm 2013 của Việt Nam quy định: mọi người có quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để vi phạm pháp luật. Còn điều 6 của luật tín ngưỡng tôn giáo năm 2016 quy định: các hành vi bị nghiêm cấm xâm phạm quốc phòng an ninh, chủ quyền quốc gia, trật tự an toàn xã hội, môi trường, xâm hại đạo đức xã hội, xâm phạm thân thể, sức khỏe, tính mạng, tài sản, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác, cản trở việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, chia rẽ dân tộc, chia rẽ tôn giáo, chia rẽ người theo tín ngưỡng tôn giáo với người không theo tín ngưỡng tôn giáo, giữa những người theo các tín ngưỡng tôn giáo khác nhau, lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo để trục lợi. Những ngày qua, đồng bào Phật giáo trên cả nước cũng đang hân hoan đón mừng đại lễ Phật đản hàng năm. Đây là một trong những minh chứng về việc đảng nhà nước ta luôn đảm bảo đưa những quy định của pháp luật về quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng vào thực tế đời sống, đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Điều đó cũng đồng nghĩa những vi phạm pháp luật về tôn giáo tín ngưỡng cũng sẽ phải bị xử lý nghiêm. Chúng ta biết rằng 6 năm trôi qua, sư Minh Tuệ vẫn vậy, vẫn là bàn chân chai sạn, làn da rám nắng, thân hình gầy nhỏ, vẫn là tấm y được ghép từ những mảnh vải dùng giặt của trăm nhà, vẫn một lòng hướng thiện tu hành. Có hay chăng thứ thay đổi lớn chính là đoàn người đằng đẵng theo sư chẳng hề có dấu hiệu sẽ dừng chân. Còn chúng ta là những người nghe pháp học đạo, cần có những sàng lọc thông tin chính thống, không hùa theo đám đông, không kích động. Hãy khuyên nhủ người thân bạn bè không đi theo sư Minh Tuệ, làm nhiễu loạn quá trình tu tập của sư. Quý Phật tử và quý khán thính giả thân mến, thời gian gần đây hàng trăm ngàn công chúng cả nước đều đang hướng tâm mình về thầy Minh Tuệ, người đã dành nhiều năm tu hành và học tập theo chân lý của Đức Phật. Sư tận tâm và kiên nhẫn trong sự hành trình khất thực, đi bộ dọc chiều dài đất nước, đã chạm đến trái tim của biết bao nhiêu con người. Sư thầy trở thành một biểu tượng sống của lòng nhân ái và sự buông bỏ tham sân si, hướng đến bến bờ của giải thoát. Những bước chân thanh thản của thầy không chỉ là hành trình thể hiện lòng thành kính với Đức Phật, mà còn là lời nhắc nhở về giá trị của sự tu hành. Đối với sư thầy Minh Tuệ, ngài tu hành không cần chùa chiền lộng lẫy, không xe sang, không cần đồng hồ đắt tiền, không nhận cúng dường xa hoa và không dùng nhân quả để thuyết giảng và hù dọa mọi người. Sư Minh Tuệ chọn con đường tu tập giản dị và chân thành, tôn kính với đạo Phật và lấy lòng từ bi làm gương sáng cho mọi người noi theo. Khi trời đổ mưa, hình ảnh hàng trăm bà con Phật tử sẵn sàng dựng chùa giả chiến ngay tại chỗ để che mưa cho sư. Hay những ngày nắng nóng cháy da cháy thịt, nhiều người dân sinh sống hai bên đoạn đường sư sắp đi qua đã tạt nước lên mặt đường để giảm bớt sức nóng lên đôi chân đã chai sạn của sư. Đó là minh chứng sống động nhất cho tình cảm và sự kính trọng mà mọi người dành cho sư. Đây chính là điều quý giá
mà không phải một vị tu sĩ bình thường nào có thể đạt được. Sự tận tụy và lòng thành của bà con Phật tử là sự phản ánh rõ nét nhất về tầm ảnh hưởng và lòng yêu kính mà sư Minh Tuệ đã gieo vào lòng người trong những ngày qua. Điều đặc biệt hơn nữa là cách xưng con hết sức chân thành với tất cả mọi người. Sư đã hạ thấp bản thân, tôn trọng người đối diện, tạo nên một sư thầy Minh Tuệ hết sức khác biệt. Một vị sư bình thường nhưng không tầm thường, một vị sư phi thường trong lòng của công chúng. Chúng tôi xin được phép sử dụng bài viết của người mang tên Facebook Diệu Lê để cùng lan tỏa những điều đẹp đẽ giữa thế gian, như cách chúng ta sùng bái và chiêm ngưỡng con đường tu hành và học Phật của sư thầy Minh Tuệ. Bài viết này không chỉ là một lời kể mà còn là nguồn cảm hứng sâu sắc. Nó phản ánh tình cảm chân thành và sự tôn kính của biết bao người dành cho sư Minh Tuệ. Trong vẻ bề ngoài hiền lành, bình dị, thậm chí có chút quê mùa của sư thầy Minh Tuệ, ẩn chứa một trí tuệ siêu phàm mà thầy cố tình che đậy. Chỉ những người thực sự tinh ý mới có thể thi thoảng bắt gặp được tia sáng lấp lánh của viên kim cương trí tuệ ấy lóe lên trong tâm khảm hung hút sầu đau của một bậc chân tu. Tại sao lại nói sầu đau? Đó là nỗi đau cho nhân sinh khi nhìn thấy mọi người đều khao khát được giải thoát, nhưng vẫn phải quằn quại trong bể khổ của cõi ta bà. Không phải vô cớ mà thầy Minh Tuệ xưng con với đại chúng. Đây là một sự lựa chọn, một sự cân nhắc cao siêu, xứng đáng là một sáng tạo đỉnh cao của nghệ thuật ứng xử. Khi có người xưng con với bạn, liệu bạn có nở lòng nào ghét bỏ, thù hằn hay là buông lời mạt sát với người mà bạn coi như con mình không? Sư thầy Minh Tuệ đã hạ mình xuống sát đất, xuống mức thấp nhất trong giao tiếp, thái độ khiêm nhường, không tiền, không dục vọng, không nhà, không người thân, không chùa chiền, không số phận, quý mình về số không. Sư Minh Tuệ đã làm cho bản thân trở nên thanh tịnh và trong sáng. Tất cả những điều này thực sự làm nên một nhà sư tu tập đích thực, một người có lòng từ bi và tâm nhân ái. Sư Minh Tuệ chẳng màng chi sự tôn hô hay là danh dự, cũng chẳng hề đau đớn khi bị ghen ghét, đố kỵ, chê bai. Thầy đã trải qua và vượt qua những đỉnh cao của Niết Bàn, nơi mà mọi thứ từ vinh quang đến nhục nhã đều trở nên vô nghĩa. Sư thầy Minh Tuệ khiêm tốn, lễ phép, đức rộng tài cao, lấy lòng từ bi đối đãi với chúng sinh, để ngoài tai mọi thị phi cũng như mọi lời tán dương tâng bốc. Nhiều cây viết trên mạng đã đánh giá quá mức viết bài như luận văn, đưa sư thầy Minh Tuệ lên mức thánh thần hạ trần, Phật sống giáng thế. Nhiều người dân bị kích động thay nhau chạy đến trước mặt sư thầy Minh Tuệ sụp lại chiêm bái, gây mất trật tự, cũng như vô tình làm truyền bá mê tín dị đoan. Hành động sụp lại trước mặt sư thầy Minh Tuệ có thể được coi là một biểu hiện của sự tôn kính và lòng thành của những người tin tưởng và tôn trọng một bậc chân tu. Tuy nhiên, khi trở thành một xu hướng hoặc hành động phổ biến, chúng ta hay gọi là trend, nó có thể trở nên quá mức và không cần thiết. Điều này không chỉ không mang lại lợi ích gì cho sư thầy Minh Tuệ, mà còn có thể dẫn đến hiểu lầm và kích động trong tâm trí của một số người. Thực tế là gần đây, có một nhóm người trẻ tuổi cổ suý bỏ vợ bỏ con, mang ruột nồi cơm điện để đi theo sư thầy Minh Tuệ. Đâu đó, trend này được cộng đồng mạng chia sẻ một cách giễu cợt làm thú vui. Chúng tôi cảm thấy thật đáng buồn. Nếu chúng ta kính trọng yêu mến sư thầy, thì hãy dõi theo từ xa. Hãy cầu chúc cho những bước chân tu của sư đầy đủ vững vàng để chiến thắng những luận điệu áp đặt, những khó khăn trên bước đường tu tập. Hãy đảnh lễ sư thầy từ xa, chứ không nhất thiết phải quỳ lại trước mặt của sư, gây mất trật tự giao thông cũng như cản trở bước chân tu hành của sư.
Sư Minh Tuệ đã từng nói rằng con chỉ là một con người phàm trần, một công dân Việt Nam bình thường, một người đang theo học và thực hành đạo theo những lời Phật đã dạy. Chúng ta hãy tôn trọng sư thầy Minh Tuệ xem như một nhà tu hành với đức độ và thuần khiết cao thượng. Điều quan trọng là phải nhớ rằng sư thầy Minh Tuệ cũng là một con người bình thường với nhu cầu cơ bản như ăn uống nghỉ ngơi sinh hoạt. Việc rồng rắn lên mây theo sư thầy Minh Tuệ không chỉ gây ra ồn ào và ảnh hưởng đến giao thông mà còn làm mất đi quyền riêng tư của sư. Sư Minh Tuệ cần có không gian để thực hành lời Phật dạy. Sự quấy rầy từ các YouTuber, TikToker với vô số câu hỏi chỉ làm mất đi sự bình yên tinh thần của sư. Mặc dù vậy, sư thầy Minh Tuệ vẫn luôn luôn ôn hòa và kiên nhẫn trong việc trả lời những câu hỏi này. Các câu hỏi tựa như sự tra tấn đối với tinh thần của một người tu hành đang tìm kiếm sự bình yên của giác ngộ và giải thoát. Dây quanh sư Minh Tuệ là những đám đông hiếu kỳ, những người thành tâm, kính quý, đảnh lễ cho sư bằng những nguyện ý chân thành. Lại cũng có những kẻ với tâm bất thiện, theo thầy với mục đích trục lợi. Song, sư Minh Tuệ không để bản thân mình bị ảnh hưởng bởi những ý đồ tiêu cực của những người này. Sư coi đó như một phần nghiệp mà mình phải trải qua trên con đường tu hành chính quả. Thay vào đó, sư luôn dùng những lời từ bi và bác ái để đối xử với họ. Sư Minh Tuệ không gìn giữ danh dự hay đòi hỏi sự tôn trọng từ phía họ, mà thay vào đó, sư vẫn tiếp tục xưng con với mọi người, dù họ có là ai hay là đến từ đâu đi chăng nữa. Trong lòng sư không có sự phân biệt đối xử, không có sự phê phán hay là đánh giá. Mỗi người dù tốt hay xấu đều được nhìn nhận với tình yêu thương vô lượng và cảm thông không giới hạn. Sư Minh Tuệ không chỉ là một biểu tượng của sự tu hành và nhân từ, mà còn là một thí dụ sống cho sự tha thứ và lòng khoan dung. Người đã dạy cho chúng ta rằng trong thế giới này không ai là hoàn hảo, và sự từ bi bác ái là điều cần thiết để xây dựng một tâm hồn thiện lành, một chí hướng Phật sâu sắc. Sự xuất hiện của sư thầy Minh Tuệ như một tia hào quang chiếu từ cõi Phật không chỉ làm thức tỉnh hàng triệu con tim, mà còn làm cho hạt giống Phật trong tâm trí của hàng triệu người đâm chồi nảy lộc. Sự hiện diện của ông là một lời nhắc nhở cho chúng ta về con đường sống giản dị, biết buông bỏ, sống nhân từ, bác ái và bình đẳng. Sư thầy Minh Tuệ không chỉ là một người tu hành, mà còn là một tia hào quang từ cõi Phật chiếu sáng con đường của chúng ta. Sự hiện diện và lời dạy của sư đã làm thay đổi cuộc sống của hàng triệu người, giúp họ nhận ra ý nghĩa thực sự của tu hành và lòng từ bi. Không chỉ đơn thuần là một vị sư, sư thầy Minh Tuệ còn là người mở ra một cánh cửa mới cho chúng ta, một cánh cửa dẫn đến một thế giới quan mới về tu hành và suy tưởng. Người đã gieo rắc hàng triệu hạt giống từ bi trong xã hội, giúp chúng ta nhận ra tầm quan trọng của lòng từ bi và lòng nhân ái trong cuộc sống hàng ngày. Sư thầy Minh Tuệ thực sự là một biểu tượng của sự nhân từ và lòng từ bi, và người đang dẫn dắt chúng ta trên con đường thiên lý, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về ý nghĩa và giá trị thực sự của cuộc sống này. Việc xưng con và hạ mình sát đất không chỉ là một biểu hiện của sự khiêm nhường, mà còn là sự thể hiện của tinh thần từ bi và bác ái. Sư thầy đã cho chúng ta thấy rằng, để trở thành người tu đích thực, ta cần hạ mình xuống để lắng nghe và tôn trọng người khác, không phân biệt giàu nghèo cao thấp, mà xem tất cả như những người đồng hành trên con đường tu tập. Nhờ triết lý này, chúng ta có thể học được cách sống một cuộc đời có ý nghĩa, một cuộc đời mà chúng ta không chỉ làm giàu cho bản thân mình, mà còn mang lại hạnh phúc và lợi ích cho mọi người xung quanh. Kính nể sư thầy Minh Tuệ
và triết lý xưng con hạ mình sát đất trước thế trần là một nguồn cảm hứng vô tận cho chúng ta tiếp tục đi trên con đường tu tập và tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống. Chúng tôi, những người làm truyền thông Phật giáo, tin tưởng rằng chỉ cần dùng trí tuệ dõi theo và hiểu đúng những việc sư Minh Tuệ đang làm, chúng ta có thể lan tỏa những giá trị cao quý của Phật Pháp đến với mọi người. Xin kính chúc sư thầy Minh Tuệ luôn bình an trên mọi chặng đường tu khổ hạnh và tiếp tục dẫn dắt chúng sinh tu hành và giác ngộ. Xin sư thầy tiếp tục là nguồn động viên, là ánh sáng cho chúng ta trong hành trình tu tập. Cầu chúc tất cả quý vị đều tìm thấy hạnh phúc và ý nghĩa cuộc sống trong quá trình nghe pháp, tu học và thực hành đạo của mình. Nam mô A Di Đà Phật.